quý vị, cô em Hai Mức A, thí sinh đầu tiên của The Masked Singer mùa 2. Em đang dạ là vì thật ra em không có nghĩ nhiều gì hết. Em chỉ nghĩ là được gặp anh Tinh Thành. Rất nhiều các anh chị nổi tiếng, em khoái quá. Là em nhận lời luôn rồi, không biết giờ sao rồi cũng chịu à. Cô em 23 ơi, anh nghĩ đây là một sự dại dột nho nhỏ của em khi em xuất hiện quá sớm. Người ta sẽ có cơ hội lung sục ra em. Beat Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Có snack khoai tây Lay's cho Tết siêu đoàn tụ cùng Lay's chung vui. Tết là vui chung. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Kính chào mọi người và anh Thành. Thật ra thì em đam mê thời trang từ hồi em học lớp 4, lớp 5 rồi. Em có những cái điên rồ trong suy nghĩ từ nhỏ, nó ăn trong máu của mình rồi. Sau này thì mình thích làm những điều đặc biệt. Thí dụ như là có một lần em làm việc với Beyonce. Đó là dấu son đặc biệt của cuộc đời em, là sản phẩm Việt Nam, người Việt Nam làm ra và được sao Hollywood hàng đầu thế giới sử dụng. Đó là cái ước mơ của mình, là làm vươn tầm sự tài năng của người Việt Nam. Sau đó một khoảng thời gian em có theo dõi The Masked Singer của quốc tế. Thì em nghĩ là sao Việt Nam không có một đơn vị nào đó đem chương trình này lại về làm. Đến hôm nay thì em có cái duyên là gặp một ekip rất là năng nổ và rất là quyết liệt trong cái cách làm việc. Đất Việt đã làm. Dạ đúng rồi. Khi mà ngồi vào bàn họp thì vài câu đầu tiên là em cảm thấy là anh chị rất là hợp với là cá tính của em. Làm sống làm chết giống như em. Em thà là chết trên cái bàn máy bay đó, chứ em không thể làm ra một sản phẩm không đẹp. Mình phải làm vì trái tim của mình thì chắc chắn sản phẩm nó sẽ đẹp. Em biết đến anh Đông Đông là do một cái post là anh Đông Đông làm trang sức cho nữ ca sĩ Hollywood Beyonce. Và lần đó là em rất là ấn tượng. Và sau đó là khi mà về Việt Nam rồi và có cái cơ hội để làm việc với lại The Masked Singer và làm việc với Đông Đông, và em được mặc cái bộ mascot đó nữa. Anh biết là cái bộ đồ mây của em á, nó nặng và nó lùng bùng. Em cảm nhận được từng cái đường mây và từng cái chi tiết, nó rất là chất lượng và rất là chắc luôn á các anh chị. Và cảm thấy được team của Đông Đông rất là tài năng. Nói chung là tôi cũng có được một bộ đồ cưỡng ké của nhà thiết kế à, một bộ đồ nấm độc. Em rất là vinh hạnh khi được làm đồ cho anh đó. Tại vì anh là một người truyền cảm hứng cho em. Bởi vì em rất là thích xem những cái người mà khi mà làm cường độ công việc đó, thời gian đó, nhưng mà họ vẫn tươi trẻ, giống như là quay rất là lâu nhưng mà anh vẫn có tràn đầy năng lượng. Em không biết là tại sao mình lại không cố gắng như người ta. Mình phải cố gắng như vậy. Cảm ơn Đông vì cái lời khen ngợi đó. Anh cũng nghĩ như em là có thể anh chết trên cái sân khấu đó, chứ anh không thể đuối trước những khách mời của anh. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có một lần để sống thôi. Và chúng ta nên có tự trọng trong cái công việc của mình. Khi mình làm nó tốt nhất thì mình mới cảm thấy mình có giá trị trong cái việc mà mình theo đuổi, đúng không ạ? Nếu mà chị có việc leo núi thì người ta phải leo cho tới, người ta mới dừng lại, chứ không phải như em nữa ngày em dừng. Amazing. Thưa quý vị, cô em Hai Mức A, thí sinh đầu tiên của The Masked Singer mùa 2. Bây giờ trên bàn chúng ta có ngay những phong bì. Và xin mời bốn vị khách mời hãy điền ngay first impression của mình vào trong này. Đoán cái cô em 23 đó là ai? Xin mời các bạn. Cô ấy là ai vậy? Mình có được giết tới 3-4 người không? Em biết ai sợ. Thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ niêm phong bốn cái tên này của các vị khách mời và cả tôi nữa để làm bằng chứng trước tòa. Thì sau khi cô này có mở mặt nạ ra thì chúng ta sẽ tính cái kết quả này. Thưa quý vị, hiện nay mỗi một bao này trị giá khoảng 5 triệu cho người đoán đúng. Và tự ói ra 5 triệu cho người đoán sai. Nhưng mà em ghi tới 5 tên lận. Vậy em sẽ là 50 triệu. Nếu em sai, đúng không ạ? Em được quyền ghi bao nhiêu tên cũng được. Cứ một tên sai em mất 5 triệu. Vậy là 5 tên. Ủa, là 50 triệu. Sao tôi tính toán gì kỳ vậy? Chết rồi, bây giờ em cũng lỡ ghi 2 tên rồi sao? Em 2 tên phải không? Là 10 triệu. Em chọn đáp án ở dưới. Bây giờ nè, để tiệm cận hơn với thực tế, anh mời tụi em lên nhẹ gặp em 23 nè. Đứng gần thôi, cấm sờ vào hiện vật. Hello. Xin chào chị Mèo. Rồi, bây giờ có ai muốn hỏi gì cô em 23 không? Mời Thúy Ngân. Đừng có đứng gần của em ơi, đi gian xa ra chứ thấy người ta bây giờ không có hửi. Rồi hỏi đi.
cho em hỏi là Miu 23 là 23 tuổi hay là biệt danh thôi? Mời em trả lời. Dạ, em xin trả lời câu hỏi. Dạ, thì mọi người đặt tên cho em là 23 thì đây là chương trình sống 23 ạ. Bé nói chuyện gọn ghê, em không nghe gì luôn. Không có nghe được gì hết, cô em 23. Nó nói đặt cái giọng méo mà còn nói lẹ nữa chứ tức dễ sợ. Rồi, một cơ hội nữa, Bích Phương hỏi nè. Cô em nói lại một lần nữa đi, vì vẫn chưa nghe được ạ. Dạ. Vâng. Dạ, chị nghe thấy chưa ạ? Chưa, từ từ em ơi. Có ai phiên dịch giùm em không? Chứ em chưa nghe gì cả. Vậy em hạ giọng xuống nha. Có nghe rõ hơn ạ? Rồi, có nghe rõ nghe hơn, rõ hơn rồi. Tại vì em là mèo bé nên giọng của em hơi chua á. Em phải nói cho giống giọng mèo già thì nghe sẽ đối chói hơn. Dạ thưa chị, em năm nay tuổi thì em không tiết lộ, nhưng mà vì sao gọi là 23 là vì năm nay là em xuất hiện trên sóng 23 ạ. Ok, có ý nghĩa đấy. Cho anh hỏi là vì sao cô em 23 lại gan dạ để xuất hiện ở đây? Bởi vì khi em xuất hiện ở đây là em đã khiêu khích cái lòng tò mò của nhiều người. Thì em có sợ đó là một mất lợi thế cho mình khi mình bước vào cuộc thi hay không? Dạ, em xin được trả lời câu hỏi. Em gan dạ là vì thật ra em không có nghĩ nhiều gì hết. Em chỉ nghĩ là được gặp anh Trấn Thành, rất nhiều các anh chị nổi tiếng, em khoái quá. Là em nhận lời luôn rồi, không biết giờ sao rồi cũng chịu à. Nói chung là một ca sĩ cũng khá liều mạng đó quý vị. Tôi thấy ở đây tụi em đang bàn tán. Dạ, tụi em có bàn tán nho nhỏ. Tụi em có mắt người đẹp ở bên đó. Sao? Bây giờ em cho một cái nhận xét riêng của em về cô em 23 này coi. Cô em 23 này có một giọng hát, mình nghe là mình sẽ tưởng là chị Hồ Ngọc Hà. Nhưng tới khúc lên cao nó không phải. Làm sao đơn giản gì được. Với lại nữa em hỏi chị Bích Phương, chị Bích Phương nó không phải. Sao em lại có thể tin một người như Bích Phương? Từ nãy giờ với những gì Bích Phương đã nói từ đầu chương trình đến giờ mà em vẫn còn tin được một người như Bích Phương hả? Chúng ta là chị em của nhau mà. Kể cả sai thì chị em cùng hội cùng thuyền, không vấn đề gì. Ok, thì dĩ nhiên em phải nói như vậy rồi. Ý kiến là từ em mà. Tính ra là nếu là chị Hồ Ngọc Hà thì đơn giản quá đúng không? Dạ, mọi đúng người rồi. Dạ. Nếu mà là Hồ Ngọc Hà thì chắc chắn với một đôi giày đã độn lên gần này của tôi thì tôi không thể nào đứng đây được, mà hiện nay tôi phải nằm này đó, thế này là không thể nào Hà Hồ được rồi. Dạ, nhưng mà người này có thể hát được một cái giọng rất là trầm theo kiểu của Hà mà lại hát được những cái nốt rất là cao, thì quãng giọng người này rất là rộng. Mira thì em nhận xét như thế nào? Theo như những gì mà em đã hóa thân vào The Mask Singer 2022, vì em cũng là người giả giọng miền Bắc nên em nghĩ là chị là người miền Trung hoặc là miền Bắc. Thiệt sự là không biết rõ chị là ai đâu, nhưng mà chị có một giọng hát rất là hay và em nổi rất là nhiều da gà khi mà em ngồi em nghe chị trình diễn. Dạ, cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến đây. Ngân thấy làm sao? Em đoán ra một bạn khác có số tuổi tương đối là bằng với em, nhưng mà em sẽ không nói tên đâu nha. Ý trời. Chưa gì là tôi thấy bốn người này là đã có ít nhiều gì một cái đáp án nho nhỏ, chứ không phải là hoàn toàn mù tịt đúng không? Rõ ràng là không biết đúng hay sai, nhưng ít nhiều gì là họ có phương án trong đầu của họ rồi. Cô em 23 ơi, anh nghĩ đây là một sự dại dột nho nhỏ của em. Khi em xuất hiện quá sớm, người ta sẽ có cơ hội lung sụp ra em. Giờ sao được, mọi người đừng nóng vội quá, vì em biến quá còn nhiều lắm, chưa biết được em là ai đâu. Ok nha, anh sẽ chờ đợi cô em 23 biến hóa như thế nào. Vâng, và một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho mascot đầu tiên của The Mask Singer mùa 2 thưa quý vị. Love you. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người luôn thành công và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại và nhớ theo dõi mèo ở The Mask Singer mùa 2 nha. Sống 23, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết trên VR, vì channel, vì giải trí, vì dramas.